Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trên thị trường thế giới ở thời điểm này không có nhiều biến động sau khi đã lao dốc mạnh ở cuối tuần trước. Còn với thị trường vàng SJC thì vẫn tiếp tục sụt giảm và chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Hiện tại chênh lệch giữa hai thị trường theo đó cũng giảm mạnh. Cụ thể, hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng SJC đã giảm tiếp gần 1 triệu đồng trên một lượng, khiến cho chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước sụt giảm về ngưỡng 9,1 triệu đồng trên mỗi lượng. Và cụ thể như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bản tin giá vàng mới nhất ngày hôm nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin chi tiết về hai thị trường trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới phục hồi nhẹ khoảng gần 3 đô la Mỹ, tương ứng mức tăng là 0,14%. Lúc này đang giao dịch ở ngưỡng 1.848,31 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục đi lên, ở thời điểm này tăng 0,042 điểm, tương ứng mức tăng nhẹ là 0,04%. Lúc này đang giao dịch ở ngưỡng 96,108 điểm. Bên cạnh đó lúc này chỉ số đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu giảm khá mạnh, giảm 1.335,04 đô la Mỹ trên một Bitcoin, tương ứng mức giảm trong ngày là 2,28%. Lúc này thì đang giao dịch ở ngưỡng 57.343,43 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty cổ phần SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch mua bán ở mức 58,90 cho đến 59,82 triệu đồng trên mỗi lượng. Như vậy là nhìn vào bảng giá vàng, quý vị và các bạn cũng đã thấy giảm 400.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. So với giá chốt cuối tuần trước đó, tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá giao dịch mua bán ở mức 58,92 cho đến 59,78 triệu đồng trên mỗi lượng, điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Vàng SJC trên hệ thống Phú Quý niêm yết giao dịch mua bán tại mức 58,90 cho đến 59,80 triệu đồng trên mỗi lượng, mua vào giảm 200.000 đồng trên một lượng, bán ra giảm 300.000 đồng trên lượng so với giá chốt phiên cuối tuần. Với vàng Doji trên thị trường Hà Nội, niêm yết giao dịch mua bán tại mức 58,85 cho đến 59,70 triệu đồng trên mỗi lượng. Và theo ghi nhận của chúng tôi, tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, lượng khách mua vào và bán ra có tỷ lệ lần lượt là 60% lượng khách mua vào và 40% lượng khách bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, phần cuối cùng của bản tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Trước khi đến với phần bảng giá này, sau đây sẽ là một số phân tích cũng như là nội dung của thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, mặc dù ở thời điểm này đồng đô la Mỹ tăng mạnh nhưng giá vàng giảm không đáng kể là do giới đầu tư đang chờ đợi thông tin kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố vào ngày mai, là chỉ số nhà quản trị mua hàng hay còn gọi là PMI trong khu vực tư nhân của Mỹ tháng 11 sẽ được công bố vào ngày mai là ngày 23 tháng 11. Theo chuyên gia, chỉ số này ảnh hưởng mạnh đến thị trường bởi PMI trong tư nhân phản ánh cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Thị trường đang kỳ vọng số liệu này tích cực bởi thời gian qua nền kinh tế Mỹ đã phục hồi tốt và tâm lý người tiêu dùng trong tháng 10 cũng tăng mạnh. Sự kỳ vọng này đã đẩy đồng đô la Mỹ tăng mạnh, nếu dự báo kể trên sẽ đúng thì giá vàng tiếp tục giảm mạnh. Và trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 11, châu Âu sẽ công bố báo cáo về chỉ số tâm lý người tiêu dùng của khu vực đồng euro. Giới đầu tư kỳ vọng dữ liệu tích cực bởi một số quốc gia đang siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Nếu tâm lý tiêu dùng tích cực sẽ là yếu tố tác động mạnh đến sự phục hồi của các nền kinh tế. Theo giới chuyên gia nhận định, thị trường đang kỳ vọng sự phục hồi kinh tế tích cực, mặc dù giá vàng đang giảm nhưng không nên đẩy mạnh mua vào lúc này bởi các số liệu kinh tế tích cực còn đẩy giá vàng còn giảm sâu hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng tham khảo thêm nhé. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới phục hồi nhẹ trở lại nha quý vị và các bạn. Hiện tại chỉ còn giảm 450.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Có nghĩa là ở thời điểm này, tăng 400.000 đồng trên một cây tại chiều mua vào và 250.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Cụ thể như sau, đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 59.300.000, bán ra 60.050.000.
giảm 450.000 đồng trên một cây tại chiều bán, chiều mua vào không thay đổi. STC Hà Nội mua vào 59.300.000, bán ra 60.070.000, giảm 450.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 59.200.000, bán ra 59.800.000, giảm 100.000 đồng trên một cây tại chiều mua vào và 600.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 58.850.000, bán ra 59.700.000, giảm 50.000 đồng trên một cây tại chiều mua và 400.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Pinji Hồ Chí Minh mua vào 58.900.000, bán ra 59.800.000, giảm 400.000 đồng trên một cây tại chiều mua vào và 700.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Với PNG Hà Nội mua vào 58.920.000, bán ra 59.800.000, giảm 80.000 đồng trên một cây tại chiều mua và 600.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Phú Quý STC mua vào 59 triệu, bán ra 59.900.000, giảm 100.000 đồng trên một cây tại chiều mua vào và 200.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 59.120.000, bán ra 60.080.000, giảm 80.000 đồng trên một cây tại chiều mua và 10.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng STC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 59.300.000, bán ra 59.900.000, giảm 900.000 đồng trên một cây tại chiều mua vào và 800.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Ngân hàng ACB mua vào 59.300.000, bán ra 59.900.000, tăng 300.000 đồng trên một cây tại chiều mua vào và giảm 300.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng STC ở một số tỉnh thành phố. STC Đà Nẵng mua vào 59.300.000, bán ra 60.070.000. Ở thời điểm này cũng chỉ giảm 450.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Với các thành phố còn lại cũng có mức giảm tương tự. STC Nha Trang mua vào 59.300.000, bán ra 60.070.000. STC Cà Mau mua vào 59.300.000, bán ra 60.070.000. STC Bình Phước mua vào 59.280.000, bán ra 60.070.000. STC Huế mua vào 59.270.000, bán ra 60.080.000. STC Biên Hòa mua vào 59.300.000, bán ra 60.050.000. STC Miền Tây mua vào 59.300.000, bán ra 60.050.000. STC Quảng Ngãi mua vào 59.300.000, bán ra 60.050.000. STC Long Xuyên mua vào 59.320.000, bán ra 60.100.000. Theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang STC. Ở thời điểm này giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang STC không có thay đổi về giá sau khi đã giảm trong khoảng từ 21.000 cho đến 50.000 đồng trên một cây. Cụ thể như sau, với nhận bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 52.700.000, bán ra 53.400.000, giảm 50.000 đồng trên một cây tại cả chiều mua vào và bán ra. Vàng bốn số 9 mua vào 52.400.000, bán ra 53.100.000, giảm 50.000 đồng trên một cây tại cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 51.474.000, bán ra 52.574.000, giảm 50.000 đồng trên một cây tại cả hai chiều giao dịch. Với vàng 18K mua vào 37.979.000, bán ra 39.979.000, giảm 37.000 đồng trên một cây tại cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 29.110.000, bán ra 31.110.000, giảm 30.000 đồng trên một cây tại cả hai chiều giao dịch. Vàng 10K mua vào 20.295.000, bán ra 22.295.000, giảm 21.000 đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung này đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo của thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.